mà người khác khoái cho anh chị nhất đó là lời khuyên. Nhiều người mình không hỏi mà cũng nhảy vô cho lời khuyên nữa. Anh chị cần phải cẩn trọng khi thọ giáo lời khuyên từ người khác. Sẽ ra sao nếu như hằng ngày anh chị đón nhận lời khuyên từ một người chưa giàu, chưa khỏe mạnh, chưa hạnh phúc? Anh chị nên nhớ, chỉ có những người họ đã đến được nơi mà anh chị muốn đến rồi á, thì họ mới chỉ cho anh chị cái con đường chính xác được. Nếu như anh chị muốn leo lên cái đỉnh núi Everest thì anh chị phải học bí kíp từ những người đã leo lên cái đỉnh núi đó nhiều lần rồi. Chỉ có những người đó họ mới biết con đường rõ ràng đi là như thế nào, mới hướng dẫn cho anh chị được. Nếu như anh chị muốn trở thành một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức thì anh chị phải thọ giáo bí kíp từ những bậc thầy thật sự, một chuyên gia thật sự. Họ đã biết cách sử dụng sức mạnh tiềm thức của họ, có được một cuộc sống khỏe mạnh, thành công và hạnh phúc rồi thì họ mới chỉ cho anh chị được. Vậy câu hỏi đặt ra nè, là anh chị đã có một người thầy giàu có nào chưa? Một cái bậc thầy, một chuyên gia giàu có nào, một chuyên gia, một bậc thầy sử dụng sức mạnh tiềm thức nào ở bên cạnh dìu dắt, đồng hành, hướng dẫn cho anh chị chưa? Nếu như chưa có, cuộc sống của anh chị ngày hôm nay chưa hạnh phúc, chưa khỏe mạnh, chưa thành công, đó là chuyện bình thường. Còn nếu như anh chị đã có rồi, đã có một người thầy thành công ở bên cạnh rồi, thì em theo tin chắc cuộc sống anh chị ngày hôm nay đang rất tuyệt vời, đúng không? Bắt theo siêu tuyệt vời.